Xin chào các bạn, hôm nay đại lý phụ kiện xin gửi đến các bạn đó là chính là chiếc keycap của ông bà Philco. Đấy, trên tay tôi là chiếc keycap. Hôm nay tôi làm video này để vì nhiều khách hàng muốn xem trực tiếp sản phẩm thì qua hình ảnh đôi khi không nhìn thấy rõ được. Các bạn có thể nhìn thấy là keycap double shop. Sản phẩm có hai màu trắng và đen. Thì màu đen bao giờ cũng được bán với số lượng tốt hơn. Mình sẽ mở ra một cái để các bạn xem. Đây là full size. Các bạn dùng cho các bạn mà không full size vẫn ok. Thì đây là một đút mình sẽ thử thay chiếc keycap này vào những chiếc keycap của bàn phím cơ để các bạn xin chất lượng của nó có khác gì không. Và đây là chiếc bàn phím cơ ở chiếc keycap này, tôi sẽ thay vào phím này để cắm thử xem là tất cả các bàn phím cơ các bạn đều có thể dùng được. Chống bay, không mờ, hoàn toàn yên tâm các bạn có thể sử dụng. Chi tiết liên hệ đại lý phụ kiện 72 Nguyễn Ngọc Nại, khu Mai Linh, Hà Nội, online 0944 730 444. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.